là bước đầu tiên để em có một món quà cho con trai em, và em đã đi được một bước đầu tiên thì em sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để em sẽ có một món quà to hơn nữa. Mỗi ngày lại to hơn nữa, đúng không? Đó là tình cảm của người mẹ. Cảm ơn bạn đã đến với Giọng Hát Việt và xin chúc cho bạn sẽ thành công tiếp tục ở những vòng sau. Mình tên là Nguyễn Ngọc Trâm, năm nay 27 tuổi và mình đến từ Nghệ An. Hiện tại mình đã là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bố là người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc của mình. Những khi có chuyện gì mà không hài lòng trong âm nhạc thì mình yêu tìm bố để chia sẻ. Những ngày đầu đi hát, mình bị khiến phản hồi không tốt về phong cách biểu diễn. Nhiều lúc cảm thấy rất là buồn và tự ti. Mình tìm đến với chương trình Giọng Hát Việt, đó cũng chính là cơ hội để mình có thể nhờ huấn luyện viên đó chỉ dẫn cho mình thêm về phong cách biểu diễn. Giả sử thành công với Giọng Hát Việt sẽ phải xa nhà một quãng thời gian khá là lâu đấy ạ. Đang cháu đôi con nhỏ, 17 tuổi. Lâu sau nói đi xa thì gia đình có nhiều khi lo lắng, thương nhớ, nhưng mà cũng cháu nó được thể hiện được mình. Từ trước đến giờ thì em cũng luôn làm tốt mọi việc của mình để chứng tỏ cho bố mẹ thấy là em cũng đã trưởng thành. Với niềm tin của gia đình như vậy thì hy vọng rằng là bạn sẽ đi thật xa với Giọng Hát Việt. Bây giờ tôi xin mời bạn hãy bước ra sân khấu, đã đến thời điểm của bạn rồi. Chỉ còn một ít phút nữa thôi là mình phải bước lên sân khấu. Mình cảm thấy rất là hồi hộp và không biết là có thể hiện được một phần thi của mình hay không. Nhưng vì bố đang ở trong để cổ vũ cho mình, vì vậy mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt để không làm phụ lòng bố. Nguyễn Ngọc Trâm ạ, năm nay em 17 tuổi và em đến từ Nghệ An ạ. Chị chỉ muốn chia sẻ với em lý do vì sao mà chị chỉ mới nghe có hai câu và nghe cái chất giọng của em, chị đã lập tức ấn ngay vào cái nút đỏ đỏ này này. Em biết tại sao không? Bởi vì chị muốn em yên tâm em hát. Em hát mà không phải phân vân là không biết có ai chọn mình không, nó sẽ làm cho em bị phân tán. Em cảm ơn chị ạ. Em là một cô gái hát hay. Bởi vì
sự xúc cảm trong trái tim. Và em thì vừa làm chị nổi gai ốc xong. Chị chúc mừng em vì điều đấy. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Nếu mà em có về đội của chị thì chị sẽ phải làm việc tập với em để em lên cao một cách tự tin. Với giọng hát của em không khó gì để trở thành quán quân cả. Hãy vào đây, ngay vị trí này, ghế này về với đội anh. Lịch sử lặp lại, nhưng định mệnh đã viết sẵn là em sẽ trở thành người của anh. Lịch sử có thể không lặp lại, nhưng sự tự tin thì đã được lặp lại khá nhiều lần ở tại chiếc ghế này. Em vừa mới nói rằng là về với em đi, rồi em sẽ dạy cho cô ấy hát một cách tự tin. Thấy không? Là sao mâu thuẫn vậy? Nhưng mà tự tin ở trên sân khấu khi mà người ta biết là người ta có gì. Người ta biết ta có giọng, người ta biết ta có sắc đẹp, người ta biết là người ta có tình cảm. Nó khác với cái việc là tự tin vì cái ghế. À, tôi nói cho cô nghe, đó là tôi rất là khiêm tốn. Chứ còn khi mà tôi đã chọn một cái điều gì, tôi sẽ sống chết với điều đó. Mà em là một trong những điều mà tôi đã lựa chọn. Nếu như có lên thiên đàng, tôi cũng sẽ kéo em lên theo. Thế nếu anh đi xuống địa ngục thì anh có kéo theo không? Thôi cô đừng có cố gắng nữa, hãy sức bình tĩnh, mời người khác. Em vẫn còn rất là trẻ, các anh chị dùng những cái từ nó nặng nề như thế là làm em hoảng. Anh nghĩ những người tự tin là những người nói ít làm nhiều, chứ không phải là nói rất là to và dữ dội như vậy. Vì là những người này nói sau anh nên không còn gì để nói, nên buộc lòng phải nói những cái điều để châm chích anh. Những người này là những người rất kinh nghiệm trong sân khấu, trong ngành showbiz rồi, nên họ sẵn sàng đạp đổ anh để mà cướp lấy em. Đạp đổ anh đâu có dễ đâu. Mà em nói cho anh biết rằng là cái người quyết định đạp đổ anh bây giờ ấy là sẽ là cô ấy này. Chị Hồng Nhung chỉ mong muốn rằng với tài năng mà em có thì em sẽ trở thành chính em. Không ai cần phải biết là em từ đâu đến, em không cần phải vùng miền. Em có giọng hát riêng, có cách thể hiện riêng, có kể cả hình thức nữa. Khi đã lên sân khấu, em sẽ hoàn chỉnh, em sẽ đẹp một cách là hoàn hảo. Chào thầy Phan, cho em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các huấn luyện viên đã quay lại để cho em ạ. Cho anh xin một điều nữa thôi. Trong số những người này, một mình anh có thể nói được dòng Nghệ An về em dễ hiểu nhất. Chị cũng nói được tiếng Nghệ An này. Không được. Bạn thích Nokia Lumia? Tôi thích nhất là tính năng chụp hình thông minh của Lumia.